chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của tôi. Thưa quý vị, thì như đã hẹn với quý vị, hôm nay tôi sẽ trình bày một vài những vấn đề của nền khoa bảng phong kiến Việt Nam. Tất nhiên chỉ là một vài vấn đề nhỏ và nổi cộm thôi, chứ còn hàng trăm hàng ngàn năm lịch sử phong kiến Việt Nam kéo dài từ thời nhà Lý đến thời nhà Nguyễn có biết bao nhiêu vấn đề chúng ta không thể nói hết được và không thể nói cặn kẽ được chỉ trong một chương trình có mười mấy phút. Thế thì điều đầu tiên chúng tôi muốn nói đó là cũng giống như thời hiện đại thôi. Thời hiện đại thì chúng ta thấy là có những cái vụ gian lận thi cử rất là lớn năm 2018 ở Hà Giang, ở Hòa Bình, ở Sơn La. Thì khoa cử phong kiến cũng có những scandal gian lận thi cử như thế. Một cái vụ mà gian lận thi cử mà dân gian thì nói đến rất là nhiều. Chúng tôi xin lưu ý là dân gian và một số tác phẩm mang tính dân gian, chứ còn trong chính thư, trong chính sử thì chưa thấy đề cập mấy và gần như không có. Đó là vấn đề của kỳ thi hội năm 1775. Đấy là một kỳ thi mà có hai nhân vật nổi đình nổi đám, đó là Lê Quý Kiệt và Đinh Thì Trung. Lúc đó thì người ta tự hỏi là Lê Quý Kiệt và Đinh Thì Trung ai sẽ là người đỗ đầu cái kỳ thi hội này đây. Rất nhiều người tin là người đỗ đầu sẽ là Đinh Thì Trung, một người biết đọc chữ Thánh Hiền từ rất sớm và một người có một cái năng lượng phải nói rằng là học tập vô cùng khiến người khác ngưỡng mộ. Ấy thế mà cuối cùng thì cái người đỗ đầu lại không phải là Đinh Thì Trung mà lại là Lê Quý Kiệt. Mà Lê Quý Kiệt là ai thưa quý vị? Lê Quý Kiệt chính là con trai của Lê Quý Đôn. Thì chúa Trịnh mới phát hiện ra một điều rất là ngạc nhiên, đó là bài thi của Đinh Thì Trung thì có chữ của Lê Quý Kiệt và bài thi có chữ của Lê Quý Kiệt thì lại ghi tên Đinh Thì Trung. Có nghĩa là giữa Lê Quý Kiệt và Đinh Thì Trung có sự đánh cháo bài thi. Và chính vì sự đánh cháo này mà chúa Trịnh đã xử rất nặng. Đinh Thì Trung đã bị đi đày, thế còn Lê Quý Kiệt cũng bị trách tội. Sau này thì có một câu chuyện, đó là Đinh Thì Trung khai ra cái người chủ mưu để dẫn đến việc đánh cháo bài thi này là ai? Chính là Lê Quý Đôn. Và như thế, theo Vương Pháp, nếu như câu chuyện này là chính xác thì Lê Quý Đôn cũng sẽ phải xử rất nặng. Nhưng có lẽ Lê Quý Đôn cũng là một công thần của chúa Trịnh, cho nên sau đó thì chúa Trịnh gần như không xử lý gì đáng chú ý lắm. Và đấy là một scandal thi cử mà dân gian Việt Nam nói đến rất nhiều. Còn một scandal thi cử khác diễn ra trước đó, cụ thể là vào năm 1696, khi phó chủ khảo trường thi Thanh Hóa là Ngô Sách Tuân được tham tụng Lê Hy gửi gắm con trai mình. Lê Hy là ai? Ở đây thì chúng tôi cũng cần phải nói thêm, Lê Hy là một danh sĩ từng đỗ tiến sĩ năm 18 tuổi và là người biên soạn phần sau của cuốn Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Năm đó thì con trai Lê Hy không đỗ, nhưng Ngô Sách Tuân vẫn đề nghị các giám khảo phê đỗ. Câu chuyện bại lộ, Ngô Sách Tuân bị khép vào tội phải thắt cổ chết. Các quan giám khảo, phúc khảo đều bị phạt rất là nặng. Thưa quý vị, như vậy là những câu chuyện của Đinh Thì Trung, của Lê Quý Kiệt, của Ngô Sách Tuân nói với chúng ta những scandal thi cử thời phong kiến. Còn một scandal thi cử nữa rất là nổi tiếng liên quan đến việc là Cao Bá Quát cũng dùng bút của mình để chữa một số bài thi và khiến cho những sĩ tử lẽ ra trượt thì cuối cùng lại trúng. Tuy nhiên Cao Bá Quát chữa như thế vì ông thấy rằng là đấy là những bài thi của những sĩ tử có tài. Sở dĩ ông phải chữa là vì có một vài chữ phạm húy mà thôi. Nhưng dẫu là mục đích tốt thì cái việc làm của Cao Bá Quát lúc đó cũng là phạm kỷ luật trường thi và nó cũng tạo ra những scandal thi cử. Kể lại tất cả những chuyện này thì chúng tôi muốn quý vị thử suy ngẫm đến một điều rằng thời kỳ nào cũng thế, khoa cử ở đâu cũng thế, gian lận scandal là điều khó tránh khỏi. Thưa quý vị, chúng tôi đã nói đến những scandal thi cử thời phong kiến, nhưng chúng ta cũng lại phải chú ý đến một đặc điểm khác của thời phong kiến. Đó là thời đó thì người ta thi cử để được làm quan. Ai cũng mơ được làm quan, đến một anh lái đò thôi cũng mơ được làm quan. Mà chúng ta đã thấy rằng Nguyễn Bính viết rất hay: tưng bừng vua mở khoa thi, anh đỗ quan trạng vinh quy về làng. Võng anh đi trước võng nàng, cả hai chiếc võng cùng sang một đò. Đấy là giấc mơ được làm quan, giấc mơ được đỗ đạt, giấc mơ được làm trạng nguyên của một anh lái đò. Trong một cái xã hội mà làm quan là cái cửa thoát duy nhất của mỗi một số phận, mỗi một con người, thì có rất nhiều người học thật,
thi thật và trở thành quan chức thật. Và trong một cái chế độ mà người ta có cơ hội thi cử để có cơ hội để được làm quan, thì có rất nhiều những cậu bé nghèo, có thể là mồ côi cha mẹ, nhưng nhờ học thật mà vẫn được làm quan. Đấy chính là câu chuyện của trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi. Mạc Đĩnh Chi thì sinh vào thời nhà Trần, cụ thể là năm 1272, và mồ côi cha rất sớm. Người ta nói rằng hàng ngày thì Mạc Đĩnh Chi phải theo mẹ vào rừng đốn củi. Tuy nhiên, Mạc Đĩnh Chi là một người ham học, ham đọc. Một người mà cha mất sớm và theo mẹ vào rừng đốn củi thì chắc chắn cũng không có quan hệ với ai ở trong cái giới quý tộc nhà Trần để mà có thể làm quan nhà Trần. Không quan hệ, không tiền tệ và cũng không phải là hậu duệ của ông, của bà nào cả. Cái thứ duy nhất mà Mạc Đĩnh Chi có đó là đọc sách và nhờ đọc sách có trí tuệ mà thôi. Và chỉ nhờ trí tuệ mà Mạc Đĩnh Chi đỗ trạng nguyên vào kỳ thi Giáp Thìn năm 1304. Và có một cái điều mà chúng ta suy ngẫm, đó là nói theo ngôn ngữ hiện đại ngày hôm nay, thì sau khi Mạc Đĩnh Chi đỗ trạng nguyên, không có ai ở trong cung đình hỏi là đồng chí Mạc Đĩnh Chi là con ai cả. Vâng, không có ai hỏi như thế cả. Và một người học thật, thi thật, làm quan thật thì cuối cùng cũng đã thể hiện được cái khí phách của mình trong quá trình làm quan. Chuyện kể rằng khi mà Mạc Đĩnh Chi đi sang sứ Tàu, đi sang làm sứ ở nhà Nguyên, thì vua Nguyên đã đưa ra một vế đối như sau: mặt trời là lửa, mây là khói, ban ngày thiêu cháy mặt trăng. Ý của vua Nguyên là cái triều đình nhà Nguyên giống như mặt trời, và cái triều đình Đại Việt của chúng ta ấy thì giống như mặt trăng, thì mặt trời thiêu cháy mặt trăng. Ngay lập tức Mạc Đĩnh Chi đối lại: ban đêm ấy thì mặt trăng là cung tên, sao là lửa đạn bắn thủng mặt trời. Câu chuyện giữa một ông vua và một sứ thần chỉ quanh quẩn mặt trăng mặt trời, nhưng đấy là cuộc đối thoại giữa hai con người của hai nền chính trị. Và phải có trí tuệ lắm, phải có khí phách lắm, phải có tầm vóc lắm thì Mạc Đĩnh Chi mới có thể đối đáp được như vậy. Thưa quý vị, trong rất nhiều những năm sau đó thì khoa cử phong kiến Việt Nam cũng chứng kiến không ít những cậu bé nghèo, không có quan hệ, không có hậu duệ, không có tiền tệ, chỉ có trí tuệ mà thôi, nhưng mà nhờ trí tuệ thì vẫn được ra làm quan. Mà ví dụ rõ nhất là câu chuyện của Phan Thanh Giản ở đời nhà Nguyễn, một nhân vật mà đã có lúc gây tranh cãi nhưng bây giờ đã có một cái nhìn thống nhất tương đối so với trước đây. Thưa quý vị, nền khoa bảng phong kiến cũng có những cái tiêu chuẩn rất là khắt khe của nó. Ví dụ như thời ngày xưa ấy, thì được đi thi là rất khó khăn, chứ chưa nói gì tới việc đỗ đạt. Đi học thì tự do, ai cũng được đi học, nhưng phải học đến một mức nào đó mới được ông thầy công nhận là đủ trình độ để đi hạch. Và những ai đủ trình độ để đi hạch thì được gọi là khóa sinh. Những khóa sinh tốt nhất được các ông thầy lập danh sách gửi cho quan huyện duyệt, và lúc ấy mới được gọi là học sinh. Khi đã là học sinh thì bắt đầu được hưởng chế độ riêng, như được miễn trừ những việc tay chân khiêng vác, được tham gia vào văn hội sĩ hội, được tế khổng tử, được ngồi vào chiếu trên của làng xã. Những thứ ưu tiên nho nhỏ ấy cũng đủ làm nên một thân phận, một cuộc đời. Học sinh thì sẽ được đi thi hương, và vòng thi đầu tiên này sẽ có hai hình thức đỗ. Một là đỗ chính thức, từ đời Lê trở về trước gọi là hương cống. Hai là đỗ không chính thức, gọi là sinh đồ. Đến triều Nguyễn thì hương cống được gọi bằng tên mới là cử nhân, và sinh đồ thì được gọi bằng tên mới là tú tài. Đỗ tú tài thì bị khống chế, chỉ được làm lại, nghĩa là làm người giúp việc cho quan mà thôi. Thưa quý vị, như vậy là nền khoa bảng phong kiến cũng có những tiêu chuẩn rất là khắt khe của nó. Và cái nền khoa bảng phong kiến ấy cũng giúp chúng ta chọn được những vị quan lỗi lạc. Có rất nhiều những câu chuyện về những ông quan lỗi lạc mà Mạc Đĩnh Chi chúng tôi kể là một ví dụ. Ý chúng tôi muốn nói ở đây, mặc dù khoa cử phong kiến cũng có những scandal, cũng có những dối trá như chúng tôi đã trình bày ở phần đầu, nhưng dẫu sao nền khoa cử ấy cũng tạo ra cơ hội cho những người nghèo nhưng mà có trí tuệ thật sự được làm quan và trở thành những ông quan lỗi lạc. Và những người ấy sau khi làm quan thì không ai hỏi đồng chí ấy là con của đồng chí nào cả. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu thấy chương trình của chúng tôi có ích, quý vị có thể nút đăng ký để cập nhật những chương trình tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình tới đây.